Xin chào các bạn, clip nóng ngày hôm qua bàn về môn nghe ba sau khi được đăng tải đã thu hút được rất nhiều lượt view. Và đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta có thêm video clip này. Thực ra thì mới đầu tôi cũng không tính làm đâu, nhưng mà hôm nay sau khi đi coi thi xong, 30 giây trước khi bước ra khỏi phòng thì có một bạn nữ xông đến chặn thầy lại và nói rằng: "Thầy ơi, hôm nay đi thi về có coi clip của thầy nữa không?" Vì vậy là mình quyết định phải làm thêm một clip để bàn về môn nghe thương mại sau. Vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải tiếp cận vấn đề theo một phương pháp khoa học. Mình cần định nghĩa nghe thương mại 6 là gì. Thì nghe thương mại 6 là một môn nghe giống như tất cả các môn nghe khác, chẳng hạn như là môn nghe 3. Và nghe thương mại 6 thì nó dành cho đối tượng nào? Theo như phân tích của tôi thì nó dành cho đối tượng là sinh viên năm tư. Và như vậy thì rõ ràng là các bạn sinh viên này đã hoàn toàn có năng lực tự xử lý và có năng lực ngôn ngữ để có thể tiếp cận bài nghe và làm bài tiềm cộng, sau khi đã trải qua rất nhiều năm kinh nghiệm với những bài nghe kinh khủng tại trường của chúng ta. Vậy thì bây giờ vấn đề gì xảy ra trong quá trình chúng ta làm bài thi? Các bạn hãy cùng theo dõi 5 giây sau đây. Listening test. Part 1. First listening. Second listening. Như vậy là tóm lại, nghe thương mại 6 là một trải nghiệm cực kỳ thú vị mà mỗi bạn sinh viên của anh đều nên thử một lần trong đời.